Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình đang đánh tùng na hán đấy ạ. Tùng na hán cho khách đây. Cây này là cây nhỏ nhất vườn này, tạng là tạng nhỏ nhất vườn. Cao cây nó sẽ rơi vào khoảng 3 mét chưa tính bầu. Cây rất là đẹp luôn. Cái tạng nhỏ này cao cây tầm khoảng 3 mét. Vanh gốc của nó dao động từ 28. Đúng rồi. Cái này vanh của nó vanh khoảng 28, 29, 30. Đây là cái hàng nhỏ nhá. Ngoài ra có nhiều hàng to lắm cho bác nào mà. Bác nào có thích cũng có thể mua hàng rông dài về mình tự thuê thợ để về uốn bonsai nhá. Cái hàng thằng tùng na há này người ta thường mua về người ta uốn thành bonsai. Thì bác nào mà thích cái thằng tùng này các bác có thể mua cây to này. Mua cây này giữa hàng rông dài thì là nó không đòi hỏi nhiều kỹ thuật thì sẽ giá rất là rẻ. Còn về mà các bạn ấy mua về nhá, các nhà vườn là người ta uốn bonsai không phải người ta trồng ra cây tùng ở đâu. Mà người ta phải đi mua về thôi, người ta vào chậu xong người ta uốn. Và cái hàng to này á, cực bây giờ thời điểm này cực kỳ ít luôn. Đây là thằng hàng to nhá. Cái hàng đầu tiên mình quay ấy là đánh cho khách, người ta lấy chục cây là hàng nhỏ, còn đây là hàng cực kỳ to luôn. Cao cây của bọn hàng to này nó rơi vào khoảng 4 mét. Rơi vào khoảng 4 mét. Nhận. Alo. Không có hai cây đấy thôi. Hai cây tuyết sơn. Anh có biết cây tuyết sơn phi hồng không? Hoa cái lá của nó kiểu như cái lá dâm bụt với lá bèo ấy, nó bạc 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 ấy. Đúng rồi, có hai cây đấy. Vòng, chậu lục giác đấy. Vòng gốc đa đấy, chỗ đối diện nhà anh Nực ấy, anh biết nhà anh không? Đấy, có hai cây thôi. Vòng, xong Phụng Công gọi điện cho em, thằng em gửi số các nhà cho nhá. Chỗ dốc Phụng Công, bãi Phụng Công ấy. Vòng. Cây cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cây này cao cây nó sẽ rơi vào khoảng 4 mét rưỡi. Hàng to vip luôn. Đấy. Cây to nhận tạng nó sẽ vanh gốc của nó sẽ là vanh từ 40 cho đến 50. Vanh gốc cây to sẽ rơi vào 40 đến 50, thỉnh thoảng có một vài cây nó sẽ là hàng khủng đột biến này. Như con này là hàng khủng đột biến này, vanh 56 này. Vanh 56 cây cực kỳ khiếp luôn nhá. Thằng này về các bác uốn bonsai, nhà bác nào trồng biệt thự cho con này uốn bonsai lên thì quá là xuất sắc luôn. Bác nào trồng biệt thự mà muốn mua con này về mình tự uốn nhá, mình về mình tự uốn nhá. Tự uốn thử sức mình tự uốn đi. Vừa giá rẻ, giá thành rẻ luôn, tiết kiệm chi phí. Bác nào quan tâm thì inbox vào Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 thôi em. 0911 451210. Quá xuất sắc. Cái tiếp theo đây ạ. Cao cây rơi vào khoảng 4 mét nhá. 4 mét hơn 4 mét ạ. Cây này vanh của nó vanh 40-45. Vanh gốc của nó vanh 40-45. Đây cây này là cây to này. Đấy cây này cây đôi nhá. Cây này là hai cây đôi này. Cây này là hai cây đôi á, làm thành một cây song thân nhá. Khi mà uốn thành bonsai thì cây song thân cực kỳ đẹp luôn. Song hỉ lâm môn luôn đấy. Hàng to này phục vụ là chủ yếu là bán là phục vụ các nhà vườn. Các nhà vườn người ta lại lấy cái hàng này về người ta uốn thành bonsai. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210, bên toàn hàng VIP hàng đẳng cấp thôi. Những cái cây là toàn cây VIP Pro Max cộng luôn. Có đủ biểu, đủ kích cỡ cây nhá. Bác nào muốn mua cái tạng cây nào các bác cứ nhắn tin vào Zalo cho em. Các bác nào muốn mua tạng cây như nào các bác cứ nhắn tin vào Zalo, số điện thoại của em là 0911 451210. Thì em sẽ gửi báo giá cho mọi người từng cây loại, từng tạng cây một nhá. Cái tạng này là nhỏ này. Tạng này nhỏ này. Tặng này nhỏ giá tầm 3 triệu rưỡi nhá. Tặng nhỏ này. Tặng nhỏ giá tầm 3 triệu cho đến 3 triệu rưỡi một cây. Bác nào ưng thì chốt đơn chảy màn hình gửi Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 cho em.
Tùng Na Hán á. Cây này là cây khách chọn rồi này. Đấy, cây này cây khách chọn rồi. Chấm 5 triệu một cây này nhá. Cây to này thì là cây to này, vanh to này, cây này vanh trên 40, vanh 45 này thì giá của nó 6.5 triệu này. Nhỏ thì nhỏ tiền nhá, to thì to tiền. Ở vườn có những tặng giá sau 3.5 triệu này, 5.5 triệu và 6.5 triệu. Ai muốn quan tâm cái tặng nào thì inbox cho em nhá. Mẹ hàng nữa đi 500.